20 năm liền bầu Đức làm việc miệt mài không có ngay nghỉ. Ông say mê kiếm tiền đến quên cả bản thân như để trả món nợ cuộc đời, trả nợ cho tuổi thơ nghèo khó thợ kéo cày tại quê nhà. Ông có cảm giác như mình có duyên nợ và có nét gì đó rất tương đồng với Bill Gates, tỷ phú thành công không bằng con đường học vấn. Và tôi hiểu rằng trường đại học của tôi chính là đường đời. Bốn lần thi trượt đại học. Lâu nay Bầu Đức không chỉ nổi tiếng với những thương vụ đình đám trong làng bóng đá, như mua cầu thủ nổi tiếng Kiatisak, sở hữu phi cơ. Người ta còn biết đến ông với danh hiệu người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2008. Thế nhưng có một Bầu Đức khác mà ít ai biết, đó là cậu bé nghèo khổ của mấy chục năm trước, với những trải nghiệm đắng cay đã trở thành ký ức hẳn sâu trong con người ông đến tận bây giờ. Đức sinh ra trong một gia đình nông dân, đông anh em. Mẹ tần tảo làm ruộng nuôi chín anh em ăn học bằng bữa cơm đột sắn đột khoai. Cậu bé đoàn Nguyên Đức ngày ngày dắt trâu ra đồng, thả ước mơ vào bãi ngô xanh và cánh diều nó no gió. Cậu bé đoàn Nguyên Đức ngày ngày dắt trâu ra đồng, thả ước mơ vào bãi ngô xanh và cánh diều nó no gió. Lúc bây giờ Đức chỉ có một tâm nguyện duy nhất là có tiền để học, học thật giỏi, đậu đại học và có một cái nghề để thoát ra khỏi cuộc sống bần hàn. Mười năm dắt trâu ra đồng, cấy cày xẻ đất, cay nắng cay gió làm cháy sạm tóc da khiến cho đoàn Nguyễn Đức quyết tâm thoát nghèo. Lớp 12 năm 1982, cậu khăn gói quả mưa vào thành phố Hồ Chí Minh thi đại học, mang theo khát vọng của cả gia đình và những tham vọng từ tuổi thơ ấu. Thế nhưng con đường học vấn không mở ra trước mắt. Năm ấy Đức trượt đại học. Không nản lòng, cậu lại vùi đầu vào sách vở, sáng dắt trâu ra đồng, chiều về tranh thủ học bài. Nhưng dù cố gắng đến mấy, Đức vẫn không thể vào được cổng trường đại học như một định mệnh, cả bốn lần thi thì Đức đều không đạt kết quả như ý muốn. Con đường học vấn không mỉm cười với mình thì nên chọn con đường khác. Mọi con sông đều dẫn ra biển lớn, mọi con đường đều chia ra những lối rẽ. Những năm 80, học vấn được coi là thước đo giá trị con người. Nếu không vào đại học cũng đồng nghĩa với ước mơ thoát nghèo của cậu bé đoàn nguyên Đức chấm dứt và sẽ phải chấp nhận chôn vùi tuổi trẻ tại quê nhà. Với con trâu cái cày, nương rẫy và đại ngàn sau những cú sốc đau và thừa nhận mình dốt tôi đã ngửa mặt lên trời và tự nói với bản thân rằng ngã ở đâu tôi sẽ đứng lên ở đó đức nhớ lại khi ấy ông nhớ đến hình ảnh của mẹ người phụ nữ miền sơn cước tần tảo nuôi chín anh em đức ăn học và ông chợt nhận ra rằng có nhiều con đường để đến thành công con đường học vấn không mỉm cười với mình thì nên chọn con đường khác mọi con sông đều dẫn ra biển lớn mọi con đường đều chia ra những lối rẽ riêng, bầu đức nói. Thế rồi cậu thanh niên 22 tuổi khăn gói quả mướp lên đường, mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ và khát vọng làm giàu. Không tiền, không học vấn, con đường đầy mịt mù mở ra trước mắt. Lúc bấy giờ ông không biết sẽ bắt đầu từ đâu và bằng công việc gì. Ông chỉ nhớ rằng mình đã làm đủ nghề để nuôi sống bản thân, để tích cóp kinh nghiệm và cố sáng tạo để tìm lối đi riêng. Và cũng chính vì không đạt được ước nguyện bằng con đường học vấn, nên Đức chọn con đường khởi nghiệp riêng, không qua trường học mà bằng trường đời. Khởi nghiệp từ nghề thợ mộc Sau một thời gian làm thuê, Đức tích góp được một khoản tiền đủ để ông mở một phân xưởng nhỏ, chuyên đóng bàn ghế cho học sinh tại quê nhà. Ấy là vào năm 1990, ông tự tay cưa bào đục đẽo để làm ra sản phẩm đầu tiên là chiếc bàn cho học sinh. Sau đó ông mở rộng hoạt động kinh doanh sang sản xuất đồ gỗ nội thất, rồi nhiều lĩnh vực khác để hình thành nên tập đoàn, <laughs> rồi nhiều lĩnh vực khác để hình thành nên tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai như ngày nay. Bầu Đức thừa nhận có một nhân vật tỷ phú đã tác động khá mạnh tới tính cách, lối sống và cách suy nghĩ của ông bây giờ, đó chính là Bill Gates, tỷ phú người Mỹ khởi nghiệp bằng một chiếc máy tính nhỏ với con đường học vấn giờ giang. Ông đã đọc say xưa cuốn sách viết về 100 tỷ phú thế giới, trong đó có nói về tỷ phú thế giới Bill Gates, người giàu thế giới suốt mấy năm... <laughs> người giàu nhất thế giới suốt mấy năm liền. Ông có cảm giác như mình có duyên nợ và nét gì đó tương đồng với Bill Gates, tỷ phú thành công không bằng con đường học vấn. Và tôi hiểu rằng trường đại học của tôi chính là đường đời. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu không có tuổi thơ cơ cực và thất bại trong con đường học vấn, Chắc gì tôi đã có ngày hôm nay, ông Đức nói. Miền quê Gia Lai của Bầu Đức giờ đã thay đổi nhiều, đời sống của người dân cũng đã nâng lên, căn nhà gỗ gắn, vộ... căn nhà gỗ gắn với tuổi thơ của ông cũng đã được sửa sang cơi nới, và cậu thanh niên Đoàn Nguyên Đức từng suốt 10 năm dắt trâu ra đồng cày kéo đất khi xưa, giờ đã là tỷ phú và là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2008. Thế nhưng Bảo Đức vẫn kiên quyết giữ lại mảnh đất cũ, nơi ông đã từng nếm trải đắng cay cơ cực. Ông tâm sự, ba mẹ tôi vẫn ở quê cách thành phố 20 km, anh em chúng tôi lớn lên lập nghiệp mỗi đứa một nơi, xong vẫn quây quần bên ba mẹ những ngày Tết. Quê nghèo nhắc cho tôi rằng phải phấn đấu không ngừng nghỉ, tôi cảm ơn mảnh đất này. Làm việc như thể trả nợ đời, và một điều lớn lao hơn, ông muốn thực hiện khát vọng của một doanh nhân Việt vẫn là hình ảnh cây cau, cây dừa. Nhưng mỗi lần về thăm quê, bầu Đức lại thấy cảm giác khó tả và cay cay nơi sống mũi. Những kỷ niệm buồn vui xa xưa lại ùa về. Lúc ấy tôi lại thấy mình ngày xưa đang dắt trâu ra đồng chuẩn bị cày trên thửa ruộng sắp vào mùa, bầu Đức nói. 40 năm qua đi, giờ đây ông Đức đã có trong tay tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai với giá trị dòng lên tới vài chục nghìn tỷ đồng. Một câu lạc bộ bóng đá lừng danh với những chân sút nổi tiếng được mua về thế nhưng bầu đức vẫn không cho phép mình được dừng lại ông vẫn làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ làm việc như thể để trả nợ cuộc đời và một điều lớn lao hơn ông muốn thực hiện khát vọng của một doanh nhân việt ông muốn làm điều mà doanh nhân thế giới đang làm và khát vọng cuối cùng của bầu đức đó là có tên trong danh sách tỷ phú thế giới chứ không còn đơn thuần là người giàu việt nam tất nhiên ước mơ chỉ là ước mơ tôi tin rằng tất cả những doanh nhân tâm huyết và làm giàu đều mong muốn và phần đấu vì điều này. Đây không còn là danh dự cá nhân mà còn là niềm tự hào dân tộc. Ở tuổi ngoại ngũ tuần, sự nghiệp đã đạt độ chín, tiền bạc cũng không còn là vấn đề bận tâm, Bầu Đức đang dành nhiều thời gian hơn để thực hiện khát vọng của mình. Năm 2008, lần đầu tiên cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai được niêm yết trên sàn chứng khoán, với trên 55% số cổ phiếu, Bầu Đức được chọn là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt 2008. Bất chấp khủng hoảng suy thoái, dưới bàn tay trèo lái của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai vẫn đạt kết quả khá ấn tượng với lợi nhuận 1.700 tỷ đồng năm 2009. Bầu Đức chia sẻ, năm 2008 khi nhìn thấy bức tranh ảm đạm và âm mưu của kinh tế, Hoàng Anh Gia Lai chỉ dám đặt ra mục tiêu lợi nhuận cho năm 2009 ở con số khiêm tốn 1.150 tỷ đồng. Thế nhưng khi lao vào cuộc chiến, ông nhận thấy có rất nhiều cơ hội và có nhiều ngách nhỏ để ông len lỏi và tạo thành công. Kết quả thật ấn tượng, chúng tôi đã làm được và đạt con số 1.700 tỷ đồng lợi nhuận, Bầu Đức chia sẻ. Ông cho hay trong cuộc đời kinh doanh của mình, trước khi nào đối mặt với khó khăn như năm 2008 và 2009, thị trường tiền tệ 2008 quá tồi tệ, năm 2008 chưa thoát khỏi khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp rơi vào tình cảnh nhìn đâu cũng thấy khó. Bức tranh ảm đạm bao trùm kinh tế của cả thế giới, Bầu Đức rơi vào trạng thái bi quan thực sự và có lúc ông tính chuyện bung xuôi. Ấy là vào tháng 7 năm 2008, khi chứng kiến cảnh hàng loạt tập đoàn kinh tế lớn của thế giới tuyên bố phá sản. Cứ mỗi sáng mở mắt, đã thấy có hai doanh nghiệp của Mỹ tuyên bố phá sản hoặc có đơn xin bảo hộ. Ông lại thấy hoang mang và cảm giác khủng hoảng như đang đền sát với mình. Hiện tại, sau cuộc vô địch Đông Nam Á chờ đợi bấy lâu của đội tuyển Việt Nam, Bầu Đức đã có những lời chia sẻ tâm huyết về đóng góp của ông trong việc phát triển lứa cầu thủ hiện tại. Sau 10 năm, Vinh Quang ở đấu trường khu vực một lần nữa mỉm cười với đội tuyển Việt Nam khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành chiến thắng trước Malaysia với tỷ số 3-2 chung cuộc trong hai lượt trận chung kết. Thành công này của đội tuyển Việt Nam có đóng góp rất lớn đến từ ông bầu Đoàn Nguyên Đức, doanh nhân vẫn được mọi người gọi bằng cái tên Bầu Đức, không chỉ là người đặt nền móng xây dựng và phát triển lò Hoàng Anh Gia Lai tiên phong cho công tác đào tạo tài năng trẻ Việt Nam mang tiêu chuẩn châu Âu. Trên trang cá nhân, Bầu Đức chia sẻ, không thể tả được niềm vui với khoảnh khắc cầu thủ Việt Nam nâng cao trước vô địch, nhưng niềm vui của tôi khác với hàng triệu người hâm mộ trên đất nước này. Niềm vui chiến thắng thì ai cũng như ai thôi, nếu đã và đang dành chọn tình yêu cho bóng đá Việt Nam. Trong thắng lợi chung, nhiều người vẫn không quên gọi tên Bầu Đức như nhân vật dám nghĩ, dám làm khi đưa một chiến lược gia từng có mặt tại sân chơi World Cup về làm việc tại Việt Nam. Theo quan điểm của Bầu Đức, điều khiến ông tự hào hơn là Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG đã trở thành cú hích thực sự trong công tác đào tạo <laughs> đã trở thành cú hích thực sự trong công tác đào tạo trẻ cả nước và tôi chỉ muốn mình là người đưa đò thầm lặng qua công việc cống hiến hết mình cho bóng đá nước nhà. Hoàng Anh Gia Lai đã có đầy đủ bộ sưu tập thành tích ở V-League, vậy là quá đủ. Tôi nghĩ vậy nên quyết định dồn hết sức để hỗ trợ cho đội tuyển quốc gia, ông nói: Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo.